thì thế giới mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng máy điện bàn của hãng Godec, có model là Godec EZ530. Thì mình sẽ tập hộp để cho các bạn nhìn xem hình dáng bên trong cũng như là những phụ kiện đi kèm. Mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua một số tính năng cũng như là cấu hình của máy cho các bạn xem. Tiếp theo mình sẽ tiến hành khui thùng ra để cho các bạn xem bên trong có những gì. Đây, đầu tiên có đi kèm đó là một bên phụ kiện của máy. Và quyển manual để hướng dẫn đĩa cài driver. Đây, đây là đĩa cài driver. Cũng như là có phần mềm Go Label Design, các bạn có thể xem. Và Net Setting, đây là cái tool để mình có thể là config địa chỉ IP của máy để kết nối cổng LAN và một driver. Đây là đi kèm quyển sổ hướng dẫn gồm cách lắp dây mực cùng như phụ kiện đi kèm. Đây là những phụ kiện đi kèm bên trong máy, mình có thể kiểm tra lại máy xem thử có thể thiếu gì không. Đây là những kiểu kết nối, cách kết nối. Còn bên này là cách lắp dây mực. Theo bên trong là có cái sân này là cái gác giấy. Đây là trục thu và trục mực. Cổng kết nối với kèm đó là cổng USB, dây nguồn và adapter. Tiếp theo mình mở ở đây là thân máy in của máy Godec EZ530. Vì vẻ bề ngoài nó cũng không khác gì cái máy Godec EZ520, nhưng nó có độ phân giải cao hơn máy Godec EZ520. Trong này có một tờ về in mẫu test cái thông số của máy. Các bạn có thể xem sơ một vòng máy Godec EZ530. Đây là một dòng máy để bàn của hãng Godec. Nhìn bên ngoài có kết cấu rất là chắc chắn. Độ đồng độ in của nó lên tới 105mm. Độ phân giải là 300 dpi. Tốc độ in cũng lên tới in cao nhất cũng được 4 in trên 1 giây. Các bạn xem bên sau, nó có hai cổng kết nối, đó là một là cổng USB, hai là cổng LAN. Nếu các bạn sử dụng trong những shop thời trang hoặc là cửa hàng bán lẻ thì chiếc máy này là rất tiện lợi để cho mình sử dụng. Vừa rồi mình đã đọc cho các bạn xem chi tiết về những phụ kiện đi kèm cũng như là hình dáng cấu tạo một số cổng kết nối của máy Godec EZ530. Thì để biết thêm chi tiết, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty Thế Giới Động Vật, thì thông tin thì mình để ở dưới đường link để công ty mình có thể tư vấn hỗ trợ thêm, hoặc là có thể là theo dõi những video sau mình sẽ tiến hành in thực tế cũng như là hướng dẫn một số thao tác để vận hành máy cũng như là xử lý một số vấn đề kỹ thuật, các bạn có thể theo dõi thêm. Xin cảm ơn.